trầu và hú rượu hết hai cái mươi đồng. Nào tiền mua trà mua nến, mua một đôi đèn cho họ ngồi mâm. Ông tay ông Lý ngồi trên, xuôi ra mà ngồi giữa bốn bên cái họ hàng. Đời tôi vô bước làm sao mặc một người chồng cay đắng mà đắng cay. Tối ngày anh tôi anh say, té lên cái mà té xuống là giờ con nó tóc ròng. Anh không lo lắng mừng ăn, bây giờ mà chú nợ tới hai cái mươi lần. Nào tiền mua củi mua than, mua một con gà anh nhậu hồi. Bán cái khế mua đủ thứ chứ. Ở chương trình này cảm ơn giọng hát của Thành Thí chương trình này. Chúc cho Thành Thí có nhiều niềm vui trong cuộc sống và một mùa xuân mới an khang thịnh vượng.